Theo thì chúng ta sẽ chuyển sang học cách giới thiệu về quốc tịch, bạn đến từ đất nước nào, đến từ quốc gia nào. Và trước khi học mẫu câu giới thiệu về quốc tịch, chúng ta sẽ xem một vài từ vựng liên quan đến quốc tịch. Đầu tiên chúng ta có Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam có nghĩa là nước Việt Nam hoặc quốc tịch Việt Nam. Từ thứ hai chúng ta có Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc nghĩa là Hàn Quốc. Nước Hàn Quốc, quốc tịch Hàn Quốc. Ở đây chúng ta có từ khục. Bản chất của từ khục có nghĩa là quốc gia, đất nước. Tiếp theo chúng ta có từ Trung Quốc. Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc. Và Mỹ Cục. Mỹ Cục. Mỹ Cục là nước Mỹ. The Cục. The Cục. The Cục có nghĩa là Thái Lan. Và chúng ta có từ Saram. 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 Saram là người. Các bạn cùng cô đọc lại một lần nữa nào. Việt Nam. Việt Nam. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Mỹ Quốc. Mỹ Quốc. Thế Quốc. Thế Quốc. Và cuối cùng chúng ta có từ Saram. Saram. Và đối với cấu trúc giới thiệu về quốc tịch cũng rất là đơn giản. Chúng ta có cấu trúc là tôi cộng với quốc tịch cộng với sara mì mì ngược trong tiếng Việt, đúng không? Ví dụ trong tiếng Việt nó là gì? Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Thế thì Việt Nam sẽ đứng ở sau, đúng không? Tôi là người Việt Nam thì Việt Nam sẽ đứng ở cuối cùng, đứng ở sau. Tuy nhiên thì trong tiếng Hàn thì tân ngữ sẽ đảo lên trên, thì sẽ là gì? Tôi Việt Nam là người. Đó. Thì chúng ta nhìn vào cái cấu trúc ở đây, cho nên cộng với quốc tịch cộng với saram nhìn mì ta, cho nên ở đây nghĩa là tôi này, xong cộng với quốc tịch và saram là người, imi ta vẫn là cấu trúc là imi ta, đuôi câu là tôi là người. Thế thì vận dụng cấu trúc này chúng ta có một cái ví dụ là gì? Cho nên Việt Nam saram nhìn mì ta. Cho nên Việt Nam saram mì mì ta. Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Và các bạn lưu ý thì tiếng Hàn không như tiếng Việt. Ví dụ trong tiếng Việt là chúng ta mỗi một từ thì chúng ta sẽ cách ra một dấu cách. Tuy nhiên thì tiếng Hàn thì sẽ cách theo từng cụm. Và cái quy tắc cách như thế nào thì chúng ta sẽ học sau. Tuy nhiên ở đây chúng ta có tôi là người Việt Nam thì sẽ là cho nên là một cụm. Sau đó cách Việt Nam là một cụm từ Việt Nam cách và Sara mì mì ta cũng là một cụm nữa. Thì câu trên chúng ta có câu tôi là người Việt Nam. Tương tự chúng ta vận dụng mẫu câu này và để giới thiệu bản thân bạn đến từ quốc tịch nào, các bạn thử giới thiệu là tôi đến từ Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nói nào nhỉ? Đúng rồi, cho nên Hàn Quốc Sara mì mì ta, tôi là người Hàn Quốc. Thế còn tôi là người Mỹ thì sao? Tôi là người Mỹ. Cho nên Mỹ quốc saram mì mì ta. Cho nên Mỹ quốc saram mì mì ta. Thế còn tôi là người Thái Lan. Cho nên Thái quốc saram mì mì ta. Cho nên Thái quốc saram mì mì ta. Thế nói tôi là người Trung Quốc thì nói nào nhỉ? Nè, 잘했어요. Vâng, đúng rồi. Chúng ta có 저는 중국 사람입니다. 저는 중국 사람입니다. Tôi là người Trung Quốc. Và ngoài ra chúng ta có một cách giới thiệu quốc tịch khác. Đầu tiên là 저는 cộng với quốc tịch. 저는 vẫn mang nghĩa là tôi. Quốc tịch này. Và cộng với cả 에서, tiểu từ 에서 왔습니다. Chúng ta có từ 오다 là đến. Tôi đến từ quốc tịch nào đấy. 저는
quốc tịch cộng với 에서 왔습니다. 왔습니다. Về cái đuôi câu 씁니다 chúng ta sẽ được học trong buổi sau. Hôm nay chúng ta sẽ biết được là cái mẫu câu này là để giới thiệu về quốc tịch. Vận dụng mẫu câu trên chúng ta có là gì? Tôi đến từ Việt Nam thì nói nào nhỉ? 저는 베트남에서 왔습니다. 저는 베트남에서 왔습니다. 저는 베트남에서 왔습니다. Tôi đến từ Việt Nam. Thế thì cũng vận dụng mẫu câu này, chúng ta nói là tôi đến từ Hàn Quốc thì sao ạ? Nè, 저는 한국에서 왔습니다. 저는 한국에서 왔습니다. Thì tôi đến từ Trung Quốc. 저는 중국에서 왔습니다. 저는 중국에서 왔습니다. 저는 중국에서 왔습니다. Tôi đến từ Mỹ. 저는 미국에서 왔습니다. 저는 미국에서 왔습니다. Vậy thì các bạn lưu ý là hai cái cấu trúc này của chúng ta, một là tôi là người, thì chúng ta lưu ý là người là 사람입니다. Còn ở đây là đến từ đâu thì sẽ là 에서 왔습니다. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một trong hai cấu trúc này để giới thiệu về cái quốc tịch của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giới thiệu về nghề nghiệp trong tiếng Hàn. Và trước khi đi vào cái mẫu câu giới thiệu về nghề nghiệp, chúng ta sẽ học một vài từ vựng liên quan đến nghề nghiệp. Đầu tiên chúng ta có từ 선생님. 선생님. 선생님 có nghĩa là giáo viên. Và từ hai chúng ta có 의사. 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 의사 là bác sĩ. Bác sĩ. Và tiếp theo chúng ta có 공무원. 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 공무원 có nghĩa là nhân viên công chức, nhân viên làm trong nhà nước. Và từ thứ tư chúng ta có 가수. 가수. 가수 nghĩa là ca sĩ. Ca sĩ. Và để giới thiệu về nghề nghiệp cũng rất đơn giản, giống như giới thiệu về tên thôi. Chúng ta có cấu trúc là 저는 cộng với nghề nghiệp và 입니다. 입니다, 입니다 là tôi là nghề nghiệp, có nghĩa là tôi làm nghề gì đấy. Chúng ta có ví dụ ở đây. 저는 의사입니다. 저는 의사입니다. Tôi là bác sĩ. 저는 의사입니다. Tôi là bác sĩ. Và chúng ta có một cái ví dụ thứ hai. Bạn Kim Thế Hy là ca sĩ. Kim Thế Hy 씨는 가수입니다. Kim Thế Hy 씨는 가수입니다. Ở đây chúng ta có từ 씨. 씨 mang nghĩa là bạn. Chúng ta có tên riêng cộng với 씨 là bạn. Chúng ta có bạn nam thì sẽ là Nam 씨. Bạn Trang nghĩa là Trang 씨. Và bạn Kim Thế Hy là Kim Thế Hy 씨. Và nhân ở đây là cái tiểu từ chủ ngữ gắn vào với cái chủ ngữ để bổ nghĩa cho cái chủ ngữ đấy, xác định cho cái chủ ngữ đấy. Và chúng ta sẽ học cái tiểu từ này ở những bài sau. Ở đây chúng ta sẽ biết được là cái cách giới thiệu nghề nghiệp sẽ là cái chủ ngữ này, cái tên này, cộng với cả nghề nghiệp, cộng cả 입니다. Và vận dụng cái ví dụ này, cái cấu trúc này, chúng ta giới thiệu nghề nghiệp, bạn nói là gì? Tôi là bác sĩ hoặc tôi là giáo viên thì nói là nhỉ? Tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên. 저는 선생님입니다. Và chúng ta có thể cộng là vừa rồi chúng ta có câu là giáo viên tiếng Hàn thì sẽ là 저는 한국 선생님입니다. 저는 한국 선생님입니다. Tôi là giáo viên dạy tiếng Hàn. Được chưa? Thế còn tôi là nhân viên công chức thì sao nhỉ? Tôi là nhân viên công chức. Vừa rồi chúng ta có học cái từ công viên, nhân viên công chức là gì nhỉ?
Đúng rồi, 저는 공무원입니다. 저는 공무원입니다. Tôi là nhân viên công chức. Vậy là vừa rồi chúng ta đã học về cách chào hỏi trong tiếng Hàn, cách giới thiệu về tên, về quốc tịch cũng như là nghề nghiệp. Để vận dụng những mẫu câu vừa rồi chúng ta học, bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành. Đầu tiên chúng ta có câu tên tôi là Yuna thì chúng sẽ nói nào nhỉ? Tên tôi là Yuna. Tên tôi là Yuna. Đúng rồi, chúng ta sẽ có là 제 이름은 Yuna입니다. 제 이름은 Yuna입니다. Tôi là Yuna. Thế thì còn ngoài ra chúng ta có thể nói là gì? Tôi là Yuna thì sẽ là gì? Đúng rồi, Yuna입니다. 저는 Yuna입니다. 저는 Yuna입니다. Hoặc là cách giới thiệu thứ ba chúng ta sẽ giới thiệu là gì? Nè, 저는 Yuna라고입니다. 저는 유나라고 합니다. 저는 유나라고 합니다. tiếp theo chúng ta thực hành câu thứ hai. Tôi là người Hàn Quốc. Tôi là người Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đảo ngược lại đúng không ạ? Tôi Hàn Quốc, người là thì sẽ là gì? Đúng rồi. 저는 한국 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. Và ở đây chúng ta có thể thêm 저는 hoặc là bỏ đi cũng được. Vì trong những câu trên chúng ta đã giới thiệu là 저는 유나입니다 rồi, thì câu dưới chúng ta có thể bỏ đi. Hoặc là chúng ta trong tiếng Hàn ấy, thì cái đuôi, cái chủ ngữ tôi các bạn có thể bỏ đi. Tại vì người giao tiếp với mình, người nghe người ta đã hiểu được rằng là bạn đang nói đến chính bản thân mình rồi. Và chúng ta có thể bỏ 저는 đi cũng được. 한국 사람입니다 hoặc là 저는 한국 사람입니다. Và tiếp theo, tôi là bác sĩ. Tôi là bác sĩ. Tương tự như câu trên chúng ta sẽ có là 저는 의사입니다. 저는 의사입니다. Thì ở đây 저는 của chúng ta có thể được bỏ cũng được, chỉ cần nói là 의사입니다. 의사입니다. 의사입니다 là người nghe đã hiểu là bạn đang giới thiệu tôi là bác sĩ, bạn là bác sĩ rồi. Và trong bài hôm nay cô và các bạn đã tìm hiểu về cách chào hỏi trong tiếng Hàn, về cách giới thiệu về tên, về nghề nghiệp cũng như là quốc tịch. Và đối với những cái mẫu câu chúng ta học ngày hôm nay, các bạn có thể vận dụng và giới thiệu về bản thân mình trong giao tiếp. Và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm sau.